Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như ý cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Lợi dụng ngày lễ, quân đội Nga nổ súng tấn công đồng loạt 25 khu định cư ở Bakhmut. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv chiều vọng lễ Giáng sinh ngày 24 tháng 12, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, chuẩn tướng Olesy Horov, cho biết trong ngày 24 tháng 12, quân đội Nga nổ súng tấn công đồng loạt 25 khu định cư ở Bakhmut. Đó là cách hành động điển hình của quân Nga. Trong cuộc chiến tại Syria, quân Nga tấn công kinh hoàng nhất vào hai ngày lễ lớn của Hồi giáo là ngày Eid al-Fitr, cử hành vào cuối tháng chay Ramadan, và ngày Eid al-Adha, tức là ngày thứ 10 trong tháng cuối cùng theo lịch Hồi giáo. Trong các ngày lễ này, binh sĩ đối phương nhớ về quê nhà, mong mỏi được gặp người thân, hay lo lắng người thân mừng lễ ra sao, tinh thần xuống thấp. Đó là dịp thuận lợi để ra tay. Năm nay, hầu hết người Ukraine mừng lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12, nên trong những ngày này quân Nga đã mở các cuộc tấn công rất tàn bạo. Trong diễn từ đầu tiên trước quốc dân đồng bào sau khi trở về từ Hoa Kỳ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh giác rằng, xin hãy nhớ ai đang chống lại chúng ta. Với kỳ nghỉ lễ đang đến gần, những kẻ khủng bố ở Nga có thể hoạt động trở lại. Họ coi thường các giá trị Kitô giáo và bất kỳ giá trị nào nói chung. Vì vậy, hãy chú ý đến các tín hiệu không kích, giúp đỡ lẫn nhau và luôn chăm sóc lẫn nhau. Chuẩn tướng Olesy Horov cho biết quân đội Nga đã sử dụng xe tăng, súng cối, đại bác và pháo phản lực để nổ súng vào 25 khu định cư ở hướng Bakhmut trong ngày qua. Quân Nga chưa tấn công bằng bộ binh. Tuy nhiên, việc tung ra một cuộc tấn công cường tập bằng pháo binh và không quân như thế thường tiên báo cho những trận đánh lớn. Trong khu vực thành phố Avdiivka, quân xâm lược tấn công vào Kamianka nhưng bị đẩy lùi. Ở các hướng Zaporizhia và Kherson, quân đội Nga đã sử dụng đại bác và pháo phản lực để nổ súng vào hơn 50 khu định cư, bao gồm Vremika, Malinika, Dorojina, Malatokmacha của vùng Zaporizhia và Havilik, Novomiti, Buhunka, Ingen, Chonobiva và thành phố Kherson của vùng Kherson. Theo chuẩn tướng Olesy Horov, do tổn thất nhân sự đáng kể, quân đội xâm lược của Nga tiếp tục chuyển các bệnh viện của khu vực Luhansk thành bệnh viện quân đội. Tất cả các cơ sở y tế địa phương ở Bilovod và Makiva đều bị huy động. Vào ngày 19 tháng 12 vừa qua, khoảng 100 binh sĩ Nga bị thương đã được chuyển đến khoa phẫu thuật của bệnh viện quận Starobik, nơi đã được chuyển thành bệnh viện quân đội Nga. Zelensky giải thích về chuyến thăm nước ngoài hiếm hoi tới Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có một bài phát biểu vào hôm thứ Sáu tại hội nghị các đại sứ Ukraine ở Kyiv. Xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi trở về từ Mỹ qua ngã Ba Lan, Zelensky nhấn mạnh rằng chuyến thăm Mỹ của ông là rất hiếm. Ông nói, chuyến thăm này là một cột mốc rất quan trọng, như một đòn bẩy. Tôi không có cơ hội đi thăm nước ngoài. Đơn giản là tôi không có thời gian. Tổng thống Ukraine thúc giục các đại sứ rằng nếu họ sẵn sàng đi đầu trong việc thực hiện công thức hòa bình Ukraine, thì họ có thể gặp gỡ trực tiếp với ông. Trong bài phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Ukraine cũng nói về gói tài chính mạnh mẽ mà Mỹ đang chuẩn bị cho Ukraine và đưa ra con số 45 tỷ đô la Mỹ. Trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông nói, năm tới rất quan trọng đối với chúng tôi, và trong bài diễn văn trước Quốc hội Hoa Kỳ, ông nói, năm tới sẽ là một bước ngoặt. Kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất là quân Nga và có thể có cả quân Belarus sẽ tấn công vào thủ đô Kyiv một lần nữa. Thắng hay không, có chiếm được Kyiv hay không, không thành vấn đề. Nó sẽ có tác dụng thu hút một số lớn quân Ukraine về chiến trường này nhằm tạo điều kiện cho quân Nga chiếm toàn bộ vùng Donbass. Putin trông đợi phương Tây mệt mỏi trước những khó khăn về kinh tế sẽ ép Kyiv phải chấp nhận một giải pháp nhượng bộ đất đai, bãi bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga, và không truy cứu Putin tội phát động chiến tranh và các tội ác trong chiến tranh.
Đó là bối cảnh cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Zelensky và các đại sứ Ukraine ở các quốc gia trên thế giới. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Anh. Trong bản tin tình báo mới nhất vào chiều ngày 24 tháng 12, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Anh cho biết như sau. Nga đã tăng cường lực lượng ở Ukraine với hàng chục nghìn quân dự bị kể từ tháng 10. Mặc dù tình trạng thiếu hụt nhân sự trước mắt đã giảm bớt, nhưng tình trạng thiếu đạn dược rất có thể vẫn là yếu tố hạn chế chính đối với các hoạt động tấn công của Nga. Nga có thể đã hạn chế các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn tầm xa nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine trong giới hạn khoảng một lần một tuần do số lượng hạn chế các hỏa tiễn hành trình. Tương tự, Nga khó có thể tăng kho dự trữ đạn pháo đủ để thực hiện các chiến dịch tấn công quy mô lớn. Một lỗ hổng trong thiết kế hoạt động hiện tại của Nga là dù chỉ cần duy trì các hoạt động phòng thủ dọc theo chiến tuyến dài của mình thôi cũng đòi hỏi chi phí đáng kể cho đạn pháo và hỏa tiễn hàng ngày. Quân đội Nga đang tập trung những chiếc xe tăng tốt nhất của mình tại một khu vực ở miền đông Ukraine, nhưng chúng có thể nhanh chóng tan như xác pháo. Ký giả David Acer của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ có bài tường trình nhan đề. The Russian army is crowding its best tanks in one sector of eastern Ukraine. Nghĩa là quân đội Nga đang tập trung những chiếc xe tăng tốt nhất của mình tại một khu vực ở miền đông Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ. Công ty vũ khí Nga Uranvojna đã sản xuất khoảng 600 xe tăng T-90 cho quân đội Nga. T-90 nặng 45 tấn, chở được 3 người với súng 125 ly và có lớp giáp thép tổng hợp, là loại xe tăng tốt nhất của Nga. Hiện nay, không ít hơn 50 chiếc trong số đó đang được dồn vào một khu vực nhỏ của mặt trận Ukraine xung quanh Svato ở vùng Donbass phía đông Ukraine. Các tài khoản mạng xã hội vào thứ Ba và thứ Tư đã nêu bật các đơn vị T-90 ở Svato cũng như quá trình huấn luyện trước khi triển khai của họ ở quân khu trung tâm của Nga. Việc quân đội Nga tập trung các xe tăng hiện đại nhất của họ ở Svato nói lên các ưu tiên của Điện Cẩm Linh khi cuộc chiến rộng lớn hơn của Nga với Ukraine đang bước vào tháng thứ 10. Svato, một thị trấn có dân số trước chiến tranh là 16.000 người, tiếp giáp với đường cao tốc P-66 chạy xuyên qua rừng và cánh đồng đến Severodonetsk, một trong những thành phố lớn hơn ở Donbass. Người Ukraine đã giữ Severodonetsk cho đến khi một lực lượng ly khai Nga kết hợp chiếm được thành phố vào tháng 7. Giải phóng Severodonetsk là ưu tiên hàng đầu của Kyiv. Giữ Severodonetsk là ưu tiên hàng đầu của Mạc Tư Khoa. Tiếp cận thành phố từ phía Bắc, nơi có nhiều lữ đoàn Ukraine thiện chiến, có nghĩa là đi qua Svato. Không phải vô cớ mà Bộ Chỉ huy miền đông Ukraine đã giao cho Lữ đoàn Cơ giới số 92 tinh nhuệ tham gia nỗ lực này. Lữ đoàn Cơ giới 92 là đơn vị tình nguyện với xe tăng T-64 và xe chiến đấu BTR được bảo dưỡng tốt. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến hiện tại vào tháng 2, Lữ đoàn đã chiến đấu và giành nhiều chiến thắng, một loạt trận chiến trong và xung quanh tỉnh Kharkiv ngay phía bắc Svato. Bây giờ Severodonetsk đang trong tầm ngắm của Lữ đoàn này. Nhiệm vụ của tất cả những chiếc T-90 đó, cùng với một số ít xe hỗ trợ xe tăng BMPT mới nhất, là ngăn chặn Lữ đoàn Cơ giới số 92. Việc quân đội Nga tung đồng thời hai tiểu đoàn T-90 là một chuyện rất hiếm hoi. Trước cuộc chiến hiện tại, người Nga trên giấy tờ có hơn 600 chiếc T-90. Nhưng 200 chiếc đang được cất giữ, và ở nước Nga lạnh giá, ẩm ướt. Những chiếc xe tăng hiện đại với hệ thống quang học và thiết bị điện tử mỏng manh của chúng có xu hướng xuống cấp nhanh chóng khi không được sử dụng thường xuyên. Đó là lý do tại sao quân đội Nga ngày càng phụ thuộc vào những chiếc T-62 cổ điển của thập niên 1970 cũng được cất giữ trước chiến tranh, nhưng không có hệ thống quang học và điện tử công nghệ cao, do đó không xuống cấp nhanh như những chiếc T-90 của thập niên 1990. Vì vậy, trên thực tế, quân đội Nga chỉ có 400 chiếc T-90 trước tháng 2 vừa qua. Và sau tháng 2, nó đã mất ít nhất 36 xe tăng loại này trong các trận chiến với lực lượng Ukraine. Điều đó đưa tổng số T-90 tồn kho súng còn khoảng 360 chiếc, trong đó ít nhất 50 chiếc hiện đang ở xung quanh Svato. Các xe tăng này có thể nhanh chóng tan như xác pháo.
xe tăng rất dễ bị tổn thương trước các nhóm bộ binh nhỏ trang bị hỏa tiễn chống tăng dẫn đường chính xác. Cách phòng thủ tốt nhất của xe tăng trước bộ binh địch là phải có một lực lượng bộ binh thiện chiến. Nhưng quân đội Nga không bao giờ có đủ bộ binh được huấn luyện để bảo vệ xe tăng của mình. Tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn khi Putin đã mất 100.000 binh sĩ tinh nhuệ nhất của mình bị giết hoặc bị thương ở Ukraine. Thay vào đó, Điện Cẩm Linh đã chiêu mộ hoặc dụ dỗ phục vụ bằng những khoản tiền thưởng khổng lồ hàng trăm nghìn người đàn ông bất hạnh và phần lớn là không phù hợp, nhiều người trong số họ ở độ tuổi trung niên. Hầu như không được đào tạo, trang bị tối thiểu và được lãnh đạo kém. Họ chết nhanh chóng và dễ dàng trong các trận chiến với quân đội Ukraine thiện chiến. Thật vậy, khu vực Svato đã chứng kiến một số sự lãng phí nhân lực nghiêm trọng nhất của Nga. Trung đoàn súng trường cơ giới 362 đã mất 2.500 người tử trận gần hết của trung đoàn tại và xung quanh Svato chỉ trong vòng 12 ngày vào giữa tháng 11. Đúng là lữ đoàn cơ giới số 92 của Ukraine khi tiến về phía Severodonetsk có thể đụng độ rất nhiều xe tăng hiện đại của Nga. Nhưng lữ đoàn có thể không gặp nhiều bộ binh Nga được huấn luyện tốt, trang bị tốt và được chỉ huy tốt. Và việc thiếu bộ binh có thể tạo nên sự khác biệt. Binh sĩ Ukraine có thể huấn luyện vận hành hệ thống Patriot trên đất Mỹ. Ngũ giác đài đang xem xét đào tạo lực lượng vũ trang Ukraine vận hành hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot tại một căn cứ quân sự ở Mỹ. Tờ Politico cho biết như trên, dẫn lời hai quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ. Kể từ cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2, các lực lượng vũ trang Ukraine đã được huấn luyện về một loạt các hệ thống vũ khí của NATO khác nhau, bao gồm cả hết IMEAS ở Đông Âu, Đức và Vương quốc Anh. Nhưng cho đến thời điểm này, chưa có khóa đào tạo nào được tổ chức tại Mỹ. Cần lưu ý rằng, mặc dù chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, nhưng thông tin Bộ Quốc phòng đang xem xét tiến hành huấn luyện trên đất Mỹ xuất hiện một ngày sau khi chính quyền Joe Biden xác nhận thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng một khẩu đội Patriot, một hệ thống phòng không tinh vi được thiết kế để bắn hạ hỏa tiễn và máy bay đang bay tới, sẽ được cung cấp cho Ukraine để giúp phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang xem xét liệu có nên tổ chức toàn bộ hoặc một phần khóa đào tạo ở Hoa Kỳ hay không, hay tổ chức ở một quốc gia thứ ba, chẳng hạn như căn cứ của Hoa Kỳ ở Âu Châu. Như đã đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo các hệ thống Patriot đã được đưa vào gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,85 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rynchenko cho biết, quân đội Ukraine sẽ nhanh chóng làm chủ được Patriot. Lithuania tặng 50 máy phát điện cho Khmelnytskyi. Thành phố Sialia của Lithuania đã chuyển 50 máy phát điện đến Khmelnytskyi. Thị trưởng Khmelnytskyi Oleksandr Simchinsin cho biết, hôm nay chúng tôi đã nhận được một lô hàng có giá trị từ thành phố Sialia của người Lithuania thân thiện, cụ thể là 50 máy phát điện với nhiều công suất khác nhau. Một số sẽ được bàn giao cho quân đội, và một số khác sẽ được dùng ở những điểm nóng, Simchinsin nói. Ngoài ra, quần áo giữ nhiệt mùa đông quân đội đã được chuyển đến từ Lithuania. Estonia thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Chính phủ Estonia đã quyết định gửi một gói viện trợ quân sự khác tới Ukraine để bảo vệ chống lại sự xâm lược của Nga. Ukraine đang rất cần sự giúp đỡ và hỗ trợ của chúng tôi trong việc chống lại sự xâm lược của Nga. Gói viện trợ lần này của chúng tôi phù hợp với yêu cầu nhận được từ Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pekku cho biết. Estonia hỗ trợ Ukraine các thiết bị cá nhân như áo giáp, tấm bảo vệ đạn cho áo giáp, đồng phục, bao gồm cả áo khoác ngoài, quần áo và phụ kiện khác. Ngoài ra, máy bay không người lái, bộ dụng cụ làm sạch vũ khí, máy thở và những thứ khác sẽ được gửi đến Ukraine như một sự hỗ trợ bổ sung. Trước đây, Estonia đã tặng hỏa tiễn phòng không Vatva Javelin, súng phóng lựu, mình chống tăng, súng phóng lựu chống tăng, súng cối, phương tiện, thiết bị liên lạc, thuốc men, thiết bị bảo hộ cá nhân và lương khô cho Ukraine.
hợp tác với Đức, Estonia đã tặng hai bệnh viện dã chiến và thuốc men trị giá khoảng 15 triệu euro cho Ukraine. Estonia sẽ tặng một bệnh viện dã chiến thứ ba cho Ukraine với sự hợp tác của Hà Lan và Na Uy, là những quốc gia đã hỗ trợ dự án 7,8 triệu euro. Putin mắc kẹt trong một kịch bản ác mộng. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề. Putin stuck in a nightmare scenario. Nghĩa là Putin mắc kẹt trong một kịch bản ác mộng. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ. Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện không ở trong tình thế có thể đạt được những mục tiêu hàng đầu trong cuộc chiến ở Ukraine, nhưng ông cũng không thể rút lui khỏi cuộc xung đột vì sự sống còn của cá nhân ông ta đang bị đe dọa. Tướng quân đội Mỹ 4 sao đã nghỉ hưu Barry McCaffrey cho biết trong tuần này. Nhiều người nghĩ rằng quân đội Nga sẽ giành chiến thắng nhanh chóng khi ông Putin phát động cuộc xâm lược quốc gia Đông Âu này vào ngày 24 tháng 2 sau nhiều tháng tăng cường quân sự ở biên giới Ukraine. Tuy nhiên, hơn 300 ngày sau đó, và với tổn thất ước tính hơn 100.000 binh sĩ Nga tử trận, Nga đã đánh mất hình ảnh là cường quốc quân sự vượt trội. Trong một lần xuất hiện trên MSNBC hôm thứ Tư, tướng McCaffrey cho biết nhà lãnh đạo Nga về cơ bản đã không đạt được các mục tiêu chiến lược ở Ukraine. Tướng McCaffrey cho rằng Putin dường như không có khả năng giành được các mục tiêu chiến lược như chiếm thủ đô Kyiv của Ukraine và chiếm toàn bộ bờ Hắc Hải, bao gồm cả thành phố cảng Odessa. Yuri Yukov, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Michigan, đưa ra đánh giá hơi tương tự, nhưng nhấn mạnh rằng thất bại hiện tại của Putin là không đạt được các mục tiêu chính. Có thể thay đổi trong tương lai. Nếu Nga tiến hành một cuộc tấn công khác để chiếm Kyiv vào mùa xuân năm 2023 như đã cố làm khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 2, và đã không thành công thì lần này nó cũng sẽ không thành công, Yukov nói với Newsweek hôm thứ Năm. Nhưng điều này sẽ có ích là buộc Ukraine phải chuyển hướng nguồn lực từ các mặt trận khác để bảo vệ Kyiv, tạo cơ hội cho Nga có khả năng đạt được những bước tiến ở phía Nam và phía Đông. Yukov nói rằng một tình huống tương tự đã xảy ra khi Nga tiến hành các đợt tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, buộc quốc gia bị chiến tranh tàn phá này phải quyết định giữa hỗ trợ nỗ lực quân sự hoặc bảo vệ các trung tâm dân sự. Putin đang chơi trò chơi lâu dài, Yukov nói. Không thể tung ra cú đấm hạ gục quyết định trong giai đoạn mở đầu cuộc chiến, ông ta đang đánh cược rằng một cuộc xung đột kéo dài sẽ có lợi cho Nga. Đây không phải là một giả định vô lý, vì một cuộc chiến tranh kéo dài sẽ đòi hỏi sự hỗ trợ quân sự liên tục và leo thang của phương Tây, và sự hỗ trợ chính trị cho nỗ lực đó có thể giảm dần ở Âu Châu và Mỹ. Nếu Ukraine không thể thay thế những thiệt hại của mình bằng các thiết bị và nguồn lực mới từ phương Tây, thì sự tiêu hao đều đặn từ các cuộc tấn công của Nga cuối cùng sẽ gây ra hậu quả, khiến Ukraine rất khó giữ vững vị trí, càng không thể giải phóng các vùng lãnh thổ đã bị Nga xâm lược. Yukov nói, đó là cách Putin chiến thắng. Hắn ta không cần phải rút lui, cũng không cần phải chiếm Kyiv. Anh ta chỉ cần kéo dài mọi thứ và chờ sự ủng hộ chính trị của phương Tây sụp đổ. Tuy nhiên, khả năng kéo dài mọi thứ của Putin có thể gặp những hạn chế nếu như Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu tiếp tục giáng các đòn trừng phạt vào kinh tế Nga và các nhà tài phiệt. Chính vì thế, trong bài phát biểu của Tổng thống Zelensky tại Quốc hội Hoa Kỳ, ông nói, các bạn có thể tăng cường các biện pháp trừng phạt để khiến Nga cảm thấy sự xâm lược của họ thực sự tàn khốc như thế nào. Các bạn thực sự có khả năng giúp chúng tôi đưa ra công lý tất cả những người đã bắt đầu cuộc chiến tranh tội phạm vô cớ này. Hãy làm điều đó. Hãy bắt kẻ khủng bố, hãy bắt nhà nước khủng bố phải chịu trách nhiệm về hành vi khủng bố và xâm lược của mình và bồi thường mọi tổn thất do cuộc chiến này gây ra. Hãy để thế giới thấy rằng Hoa Kỳ đang ở đây. Hạ viện đã thông qua dự luật chi tiêu 1,7 nghìn tỷ đô la vào hôm thứ Sáu, bao gồm 45 tỷ đô la bổ sung cho Ukraine. Newsweek đã liên hệ với Điện Cẩm Linh để bình luận. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.